hiện tại đang là 5 giờ chiều ngày 8 tháng 10 2019 và chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thủ Tán nhé. Trên màn hình hiện tại quý vị đang là một bộ bàn ghế và kệ TV bằng chất liệu gỗ mun đôi công, thì bộ sản phẩm chúng tôi hoàn thiện cho đơn đặt hàng của bác Bằng ở tại Sơn Tình Cà Phê Phú Thọ. Đây là tổng thể của bộ sản phẩm đây. Thì bộ tần thủy hoàng bao gồm 6 món và chiếc kệ sừng trâu. Toàn bộ là đều được làm bằng chất liệu gỗ mun lưới công, thì chúng tôi vừa trong quá trình tẩy xong rồi, tẩy rút mổ rồi, thì tôi quay video gửi đến cho bác Bằng cũng như là giới thiệu đến quý vị khán giả. Đi vào chi tiết hơn thì tôi sẽ quay đây, bên này là chiếc ghế nhỏ. Đấy, quý vị có thấy toàn bộ vân gỗ là vân gỗ tự nhiên, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên hết, vân gỗ mun lưới công thì rất là đẹp. Đây là chúng tôi mới hoàn thiện phần mọc thôi, mới làm xong phần mọc thôi, còn vẫn chưa có cạo nạo để như giáp gì. Đây là phần thô của sản phẩm đây, quay cho quý vị xem về phần vân gỗ này. Đó là hai chiếc ghế nhỏ. Đây, bên này là chiếc bàn lớn, một chiếc đôn ngồi, phía trong là chiếc bàn tràng. Xung quanh của được đục chạm hoa lá tây và mặt là đục chống đồng, chống đồng Đông Sơn, hoa văn rất là ý nghĩa với xung quanh hoa lá tây. Tiếp theo là chiếc ghế dài, ghế dài là 2m4. Thì những sản phẩm một ghế tần thủy hoàng này thì chúng tôi cũng giới thiệu quý vị khán giả khá nhiều rồi, thì tôi cũng không giới thiệu chi tiết nữa mà tôi sẽ quay cho quý vị xem phần vân gỗ của sản phẩm này thôi. Đấy, vân gỗ là ván mặt liền tấm một lá nhá, vân gỗ là hoàn toàn tự nhiên quý vị nhá. Rồi phần vách quý vị thấy rất là đẹp, vân gỗ tự nhiên tuyệt vời luôn. Đây, phần mặt sau. Tóc tuyệt của bộ bàn ghế luôn. Phía bên trong này là chiếc kệ mõ sừng trâu, kệ mõ 2m4. Chiếc kệ này thì cũng là làm chất liệu gỗ mới, thì tôi giới thiệu đến quý vị. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Cá, số điện thoại là 0957 51086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và quý vị sẽ xem thêm những hình ảnh sản phẩm khác tại website đồ gỗ Tùng Cá .com. Đó, quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Được rồi, cứ đi đi. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và xem hết video của chúng tôi nhé.